Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ, đến nay thì thành phố còn 3.000 liều vaccine phòng COVID-19. Đây là vaccine AstraZeneca tiêm cho người lớn mới được cấp từ cuối tháng 4 năm 2023. Số vaccine này sử dụng tiêm mũi cơ bản, mũi 1, mũi 2, mũi nhắc lần 1 và lần 2. Người dân có nhu cầu tiêm vaccine liên hệ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ, Trung tâm Y tế chính quận huyện và các trạm y tế để được tiêm phòng. Bộ Y tế cũng đã đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người thuộc nhóm nguy cơ cao để bảo vệ chặt chẽ hơn nữa những đối tượng này trước diễn biến tăng về số ca mắc.